Chào các bạn đã kênh xe phong cách 24 giờ. Mười bản độ người chiến thắng 110cc của nhà Honda đẹp nhất năm 2007. Ở phiên bản Racing Boy tại Malaysia, hãng độ Racing Boy đã trình làng gói độ dành riêng cho chiếc AS150A với rất nhiều món đồ chơi. Bản độ màu vàng chanh này, phần đua được thiết kế lại bỏ phát biển số và bộ đĩa kẹp phanh của Racing Boy, cấp sao ống xả rodin rất thể thao, gác chân mới, bộ vàng của RCB và rất nhiều đồ chơi khác như cốc bình dầu cặp gương v.v. AS150A, hai cái bao tay lái và gù tích hợp đèn báo rẻ, hai đèn xi nhan trước v.v. gác chân kiểu cấp, gấp sau ống xả rodin thể thao hơn. Winner chơi mưa phong cách của Aventador tiện đồ. Với thiết kế trang bị chiếc Supra GTA 150 tiện đồ, không có gì khác so với chiếc Winner chơi mưa ở Việt Nam. Ở phiên bản Winner chơi mưa độ này ra mắt tiện đồ, có vẻ ngoài rất hầm hố bắt mắt đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của rất nhiều biker. Tay lái của chiếc Winner chơi mưa này được ốp bảo vệ và kính chắn gió kiểu cách trang bị mới của Winner chơi mưa ở phiên bản độ này. Thân xe được gắn thêm cái dàn khung bằng thép dạng lưới mắt cáo màu cam, khá giống như phong cách của KTM. Trong khi đó, phần đầu được gắn thêm kính chắn gió, đèn led chiếu sáng phụ, tay ốp bảo vệ v.v. Bộ ống xả mới ngầu hơn so với ống xả gốc của xe. Vành xe được dán thêm đề can vàng quanh viền, góp lớp gai lớn rất phù hợp cho những đường up rào. Ở phía đuôi xe, chiếc Winner chơi mưa được gắn thêm hai thùng đồ. Đây là phong cách thường thấy cho những chiếc Aventador. Ở bản Winner chơi mưa của Nguyễn Cao Huy, đẹp nhất ở Việt Nam. Chiếc Winner chơi mưa này được dậy sóng thế giới xe buýt bởi sự bất ngờ mà nó tạo ra. Bởi cuộc thi độ Winner ở Việt Nam, đây không đơn thuần là một chiếc xe con tài cho 50cc mà là cả tuyệt tác siêu phẩm của dòng Winner. Winner chơi mưa lột xác hoàn toàn với bộ áo được design lại vô cùng ấn tượng. Dàn chân gồm mâm gấp sau của chiếc Ducati 899 và được chế tác hoàn toàn từng cm. Thiết kế phục ngang một bên của chiếc Ducati này được gắn vào chuẩn mực, cái chứng tỏ tay nghề của thợ Việt Nam đã đạt đến đẳng cấp sang hơn rất nhiều. Phần đầu làm ta liên tưởng đến những chiếc xe đua đỉnh cao khi lỡ bỏ dàn đèn ghi đông trần rất nổi bật và cụm ESA CNC Aluminium Racing Boy đi cùng với hai bình dầu titanium đến từ thương hiệu AM. Kính chắn gió được lựa chọn rất hài hòa với tổng thể của xe. Xe gắn thêm kính gù Rizuma Sky rất gọn gàng và cái trợ lực trung tâm CBI cùng công tắc tương tự như những xe đua danh tiếng, dàn đuôi vuốt nhọn đầy mỹ hoặc v.v. Winner chơi mưa với dàn chân cực khủng, bản độ này thật ấn tượng trong sự kiện. Chiếc Winner này có một dân chơi được độ lại một cách thật chất chơi và tinh tế sau khi nâng cấp một loạt đồ chơi hàng hiệu. Nổi bật tổng thể, chiếc xe được khoác mình bộ tem đấu rất đậm chất thể thao và bắt mắt với những ốp tình trên xe rất hàng hiệu, nâng cấp lên chiếc xế. Xe được trang bị những thương hiệu như trang bị cặp tay thắng Taycan CR, trang bị đèn led L4 trợ sáng như chiếc mặt nạ, v.v. Và dàn chân được thay đổi rất mạnh mẽ với bộ gấp N hầm hố và phong cách. Winner chơi mưa độ tem đấu dán đề can carbon 5D. Winner chơi mưa độ được sử dụng cái tông màu đen là chính và các đường nét màu đỏ làm điểm nhấn. Không quá lè lẹt, tổng thể xe nhìn rất cứng cáp và hầm hố hơn rất nhiều. Và được độ lên cái mâm siêu nhân và thiết kế đa chấu tạo hiệu ứng đẹp mắt. Xe được lên cái cặp phục upside down màu vàng cứng cáp, dàn chân thể thao và cái bộ mâm siêu nhân, đĩa lớn, heo CNC màu vàng rất là mắt. Dàn đuôi được tháo bỏ dây chắn bùn và phát biển số và các chi tiết đường nét rất in trực tiếp đề can 5D tạo nên sự sắc sảo rất liền mạch, không thô, không dễ bong chóc khi được cắt riêng để chống dán chồng lên nhau. Winner chơi mưa bản độ Bit S. Với chiếc Winner chơi mưa này có một tay độ miền Tây tăng cường thêm hàm lọt ốp tình cao cấp khiến chiếc xe trở nên cực kỳ nó bật và máu hơn. Đầu tiên, dàn áo được độ tem đốc vào công nghệ sơn Airbus từ xưởng độ AB Medical. Dàn chân nổi bật với heo rebel giảm sóc trước ống xe đầu cùng với cầu lốp Bistyle lớn. Phần đầu gần như giữ nguyên bản với chó đèn được sơn khói titan cùng với bộ cụm tâm thắng rebel của chiếc Ducati 1098 và tay thắng CR Carbon, cụm con R6 đi cùng với tay RCG. Tăng cường cái vẻ đẹp hầm hố, chủ xe đã gác lên mình và kẻ chiến thắng với ông bồn Lewin SBK Full Titanium. Và điểm ấn tượng nhất trong bản độ này là bộ gấp sau cửa trừ chiếc Sportbike của Yamaha XZR6. Được biết đây là một trong những hình ảnh rò rỉ tạm thời của mẫu xe này vẫn chưa được hoàn toàn.
Và hiện tại mẫu xe Nhật này đang nằm ở xưởng độ tại Sài Gòn để tiếp tục giai đoạn cuối lên giảm sốc Holden ở phía sau và cập phục Holden Upside Down ở phía trước, vân vân. Winner cho 10-150cc độ của Style Vessel. Winner cho 10 sơn tem đấu Airbus với dàn đồ chơi như mâm màu cam của Vessel, đặc trưng khiến tổng thể xe rất dễ chung, hài hòa so với phần nguyên bản, thuộc sở hữu của Baker tại Biên Hòa Đồng Nai. Với cái sơn kỹ thuật lên tem của Airbus và các mảnh màu được thiết kế rất hiện đại và tươi mới, đúng chất cái phiên bản màu mới theo thời gian. Dàn áo phong cách của Resso rất kinh điển, còn được phó thêm những chi tiết logo thời trang và câu nói yêu thích của chủ xe. Winner cho 10 độ cái bản tem rơm xước đầy nổi bật. Chủ nhân chiếc Winner này tại Sài Gòn, xe không có nhiều thay đổi về diện mạo bằng bộ tem đa sắc, mà còn thử rất nhiều đồ chơi rất giá trị. Bộ vành đai chấu Kuni 17 inch, hai màu đen trắng rất đối đập, cùng với đó là cái kẹp phanh Rebo cho cái thắng đĩa ở hai bánh. Cái lớp nguyên bản của chiếc Winner này được thay bằng lớp Micheli với kích thước 140x70, giúp xe đầy cứng cáp thể thao hơn. Và bộ tem nhôm xước bằng công nghệ UV, không thường thấy rất nhiều kiểu tem ở hiện tại. Phần đầu được thay đổi rất nhiều như đèn pha, đèn định vị được độ lại bằng đèn LED, cùng với đó đèn decal màu xanh ở bên trong tạo cái hiệu ứng rất khác lạ. Cái phía bên tay lái trái có thêm cái bốn cái bóng đèn nhỏ LED. Yêu thích phong cách của chiếc mô tô phần lớn, chủ nhân đã thay đổi cái sự nguyên bản bằng bộ số gãy Spark Power. Xe đa sắc khi ngoài tem và nhiều ốc màu vàng, ốc titan tại các vị trí như phanh, lốc máy và tạo thắng CR v.v. Phục upside down màu vàng cùng với gương gù CR phong cách của cặp Racer. Winner cho 10 lột xác theo phong cách của Holden Step. Mạnh mẽ nhất của Winner cho 10 theo phong cách bề dàn chân của chiếc xe, hệ thống phanh cũng được giảm sốc mono shock ở phía sau. Và nhiều thiết kế rất phù hợp cho mọi đẻo đường, bề mặt thích hợp như đi tour, đi vượt, rất nhiều địa hình khác. Ngoài ra bộ mâm này là bộ mâm xương cá đa chấu thể thao, tạo cái thẻ mạnh mẽ cho chiếc xế và những hũ khác. Tuy rằng thiết kế của Honda gần như là chưa hoàn hảo, nhưng với những người đam mê xe, bao nhiêu đó vẫn là chưa đủ. Thì chủ xe Winner dưới đây đã chọn theo một showroom của H2 Decan để gửi gắm chiếc xế yêu của mình theo một cái hành trình khác và một phong cách khác. Theo ý tưởng về logo phá cách của hãng xe từ danh tiếng Holden, H2 Decan đã dán các design thiết kế hoàn toàn khác lên chiếc xế này với dàn áo cực kỳ khác biệt, nổi bật và đầy tinh tế thể thao. Winner cho 10 phiên bản gấp đơn NSI cho 50 lấy cảm hứng từ Honda NSI cho 50 hiện thoại, được độ lại phá cách cho gấp đôi nguyên bản, tạo nên cơn sốt về nét đẹp. Cặp vành đúc 17 inch đi lấy từ chiếc NSI cho 50 hiện thoại và được sơn màu cam nó bật thu hút khi được xuất hiện trên đường phố, với lớp sàn kích thước 140x77 với cái bô ra ống xả theo thiết kế từ bô titan cho âm thanh cực kỳ quy lực và khả năng tăng tốc tốt. Xe này mất một tuần để hoàn thành. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại kế tiếp, nhớ like hoặc share và subscribe.